Vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn được người ta biết đến nhiều từ cái đẹp của hoa anh đào nở rộ vào những ngày đầu tháng 4 của mùa xuân. Cùng với khách vui xuân dập dìu quanh bờ hồ, chiêm ngưỡng hoa thắm cảnh đẹp Washington DC mùa xuân năm ngoái. Nhóm người này đang săn tìm góc cạnh nghệ thuật trong chuyến đi thực tập cho lớp học chụp hình của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn mới khai giảng trước đó vài tuần. Họ thay nhau nhắm vào những cành đào rợp hoa, nháy máy hình từ trên cao dưới thấp. Họ lùi ra xa để lấy toàn cảnh rừng hoa bên bờ nước. Có người ép sát máy hình bên hoa, chú tâm vào cận ảnh. Kỹ thuật cơ bản cho học viên để đi chụp hoa anh đào. Hội rất chú trọng đến cái lớp 1 này là tại vì quan trọng là phải có người hướng dẫn. Đó, thấy không? Thì lấy chủ yếu là cái mặt hồ. Ông Đỗ Lịnh Dũng là đồng sáng lập viên của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn từ năm 1993. Đã góp công đều đặn mở khóa học nhiếp ảnh từ 10 năm nay với 3 cấp lớp, kéo dài từ cuối tháng 2 đến trung tuần tháng 10. Hội đầu tiên chỉ là một nơi gặp gỡ của những nhà mà yêu thích nhiếp ảnh mà thôi. Cùng nhau là đi chụp ảnh và trao đổi kinh nghiệm. Sau đó thì là chúng tôi thấy có một số anh chị em đã tham gia quá đông quá. Là như chúng tôi mới tổ chức thành một cái hội. Và trong đó thì có sự khác biệt về trình độ, do đó là người này phải hướng dẫn người kia. Thế từ đó là chúng tôi mới thành lập những cái lớp, và cho đến ngày hôm nay thì được 17 năm thì là cái mục đích mà khi chúng tôi thành lập lớp là chúng tôi muốn phổ biến bộ môn nhiếp ảnh cũng như về nghệ thuật nhiếp ảnh trong cái cộng đồng của mình hải ngoại. Thì là cái điều đó là đã coi như một giấc mơ đã gần hoàn thành với cái số lượng người tham dự trên 200 người cho đến ngày hôm nay. Quang cảnh lớp 1 trong một buổi chiều chủ nhật đầu khóa thật rộn rã với những lời hỏi đáp về máy ảnh dụng cụ. Ở trình độ này, học viên được hướng dẫn về cách vận hành máy hình tập trung một loại 35mm với ống kính rời. Lý thuyết cơ bản và tối quan trọng trong kỹ thuật chỉnh sáng được đề cập đến rất sớm. Đo bằng phân số chứ không đo bằng tại vì nó ở trên cái tiêu cự, trên cái đường kính. Thành ra khi cái đường kính này đó, cái đường kính mà mở càng rộng bao nhiêu. Lý thuyết cơ bản về chỉnh sáng không dễ nắm bắt khi người chụp ảnh thời nay dễ bị lệ thuộc vào những chức năng tự động rất gọn nhẹ và hữu hiệu của máy hình digital. Kỹ thuật phòng tối đã chìm vào quá khứ từ hơn một thập niên qua. Thế nên ngay trong lớp 1, học viên phải bắt đầu dùng computer với Photoshop để chỉnh hình. Ở cấp lớp 2, bài giảng về Photoshop trông có vẻ khô khan, nhưng đây là kỹ thuật thiết yếu cho phép nhà nhiếp ảnh chỉnh hình với những khả năng gần như là vô bờ. Thế nhưng theo lời thầy Văn Thành Phú, sự vận dụng Photoshop chỉ là phương tiện. Điều quan trọng hơn là cơ hội thực tập cho học viên tìm đến góc cạnh, ánh sáng, bố cục. Ngoài những vấn đề kỹ thuật và những cái kiến thức học trong lớp, chúng tôi cần phải ra ngoài những cái field trip. Thì từ ngay là cả cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng tôi đều tổ chức field trip hàng năm. Tức là chẳng hạn như bắt đầu vào đầu năm khai giảng tháng 2, thì tháng 3 chúng tôi đã ngay có field trip chụp hoa anh đào DC. Ông Đỗ Lịnh Dũng nhận xét về sự mẫn cảm đối với thế giới chung quanh từ những người cầm máy bất kể trình độ để biểu lộ cảm xúc qua ống kính. Tôi hoạt động trong nhiếp ảnh cũng gần 30 năm nay thì là tôi thấy rằng thì là những cái người Á Châu mình dễ xúc động với tình cảm. Họ nhìn một phong cảnh họ dễ cảm xúc hơn là những người ở phía bên Tây phương. Qua những cái kết quả mà trong những kỳ thi thế giới trong nhiều năm qua, từ xưa cho tới nay thì đa số người Á Châu cũng đoạt rất nhiều giải thưởng. Thì từ đó mà chúng tôi nghĩ rằng là người mình là dễ nhạy cảm với lại cái góc độ nghệ thuật, khi mà mình cảm được, thấy được xúc động trước một cái phong cảnh hay là một cái hoàn cảnh nào đó thì cái điều đó dễ giúp cho người nhiếp ảnh sáng tác những tấm ảnh có những cái chiều sâu hơn. Sau khóa học dài 8 tháng, bà Tuyết Mai thuộc lớp 1
cho hay bà nay bà tự tin hơn để tự chọn lọc một vài tác phẩm được trưng bày tại buổi lễ mãn khóa vào tháng 10. Lúc đầu á, lần đầu tiên mình đi chụp đó thì ảnh nào mình cũng thấy mình đẹp hết. Nhưng mà đến mức độ bây giờ á, thì tôi có thể delete được mà không phải thiết nối những cái bức ảnh không có già mà nó không có đủ cái tiêu chuẩn. Mình có thêm một cái nhìn, một cách nghệ thuật hơn và để đánh giá một cái tác phẩm. Được biết trong kỳ thi năm 2009 của Hiệp hội Nhiếp ảnh Dòng Chính trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, hàng ngũ hội viên Hội Nhiếp ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn đã chiếm hơn phân nửa thành tích trong đủ thể loại. Những thành quả này, theo lời thầy Văn Thành Phú, không chỉ là những gặt hái từ những chuyến đi săn ảnh về thiên nhiên ở những nơi xa xôi như Yellowstone National Park đòi hỏi dài ngày, hay ở vườn hoa thơ mộng ở địa phương, mà còn phát sinh từ các đề tài rất gần với sinh hoạt công cộng ngay trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Điển hình là các học viên cấp 2 và cấp 3 chụp ảnh tài liệu về hội hoa anh đào mỗi đầu xuân và cuộc diễn hành ngày lễ độc lập Hoa Kỳ với sự góp mặt nhiều năm của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Nó nhẹ nhàng, những cái cảnh đó, nghệ thuật nó không cao hết, ra mình cũng làm báo làm lịch thoải mái. Thí dụ như mình muốn đặt tả trong cái cực nhọc thì phải lấy cái thời gian 12 giờ 1 giờ mới nói lên được cái cực nhọc của một cái người khổ cực, thí dụ vậy. Nó tùy cái ánh sáng mình sử dụng vào nghệ thuật thì tùy ánh sáng. Việc cô đọng trong một khung hình, không gian, thời gian và cái hồn của vạn vật cùng con người hẳn là tùy thuộc vào sự mẫn cảm và sự vận dụng của mỗi người cầm máy. Nỗ lực chung từ gần 100 học viên và các người thầy đồng tâm hội tụ học hỏi lẫn nhau để cùng duy trì lớp chụp hình vô vụ lợi này quả là trường kỳ và trải rộng. Châm ngôn có câu, một bức hình diễn đạt được như 1.000 chữ, điều mà các thành viên Hội Nhiếp ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn đang ra công biểu lộ cái nhìn nghệ thuật của mình. Cảnh xuân hạ thu đông, anh chị đừng bỏ lỡ cơ hội. Nhiều người cứ đi kiếm đông kiếm tây, có những cái tấm ảnh đẹp nó không có khi nào nó đến cho anh chị lần thứ hai.